Tình trạng thiếu an ninh lương thực tại Triều Tiên lên đến mức báo động và 30.000 trẻ em đang đối mặt với nguy cơ tử vong ngày càng tăng vì suy dinh dưỡng. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc chuyên trách về nhân quyền Triều Tiên cho biết hôm 22 tháng 10. Ông Thomas Oea Quintana đưa ra nhận xét này trong một phiên họp tại trụ sở Liên Hợp Quốc, nói rằng những chính sách của chính phủ Triều Tiên đã tạo ra khoảng cách giàu nghèo. Vẫn theo lời báo cáo viên đặc biệt Quintana, chính phủ Triều Tiên đã thất bại trong việc tạo những điều kiện để người dân có thể an toàn buôn bán và trao đổi trên thị trường, mà không bị truy tố hình sự, tống tiền và các hình thức bạo hành khác, trong khi trên thực tế đại đa số dân chúng tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang mua bán như vậy để sống còn.